Điện mặt trời Shopsola xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Đây là cái đơn đặt hàng pin lưu trữ lithium 24V 120A của anh Tuấn ở Thái Nguyên. Căn cứ vào cái đơn đặt hàng này thì em cũng báo giá luôn với các bác. Với cái bộ này thì bên em đang bán cho anh Tuấn là 12.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc. Đấy. Ở đây thì các bác có thể thấy này, cái vỏ hộp nó được sơn tĩnh điện và được thiết kế rất là đẹp. Đấy. Sử dụng pin lithium thì nó giá trị cao, số tiền bỏ ra lớn hơn so với các bác sử dụng bình ắc quy lưu trữ. Tuổi thọ của cái pin này nó là 5.000 đến 6.000 lần chu kỳ sạc xả nhé. Đấy, tương đương thiết kế sử dụng chục năm. Ở đây cái núm màu đỏ ký hiệu là cực dương. Đấy, ở đây nó có một cái ốc nhé. Các bác về các bác sẽ xoáy cái ốc này ra và kết nối với cả cái cực đó. Còn cái cực màu đen ký hiệu là cực âm. Thì việc sử dụng năng lượng mặt trời hoặc là các bác sử dụng lưu trữ khác thì dùng pin lithium nó rất là tốt, nó cho cái độ xả sâu cao và đặc biệt là cái tuổi thọ nó rất là cao. Ở đây nó thiết kế cho các bác một cái quai sách rất là tiện và nó có một cái đồng hồ báo vôn, một đồng hồ báo vôn này. Ở đây nó đang báo là còn 87%. À, như vậy là nhìn vào cái đồng hồ này các bác cũng biết ngay được là pin đang còn yếu hay là còn khỏe, biết ngay. À, hiện nay là điện áp của cái bình này đang 28V. À, với 87% mà điện áp còn 28V thì các bác biết rồi. Cái lưu trữ của nó rất là tốt luôn. Và bên trong bên em thiết kế là pin cát L anh em nhé. Bác nào không biết pin cát L thì các bác vào mạng các bác tìm hiểu. Đây là một trong những cái dòng pin nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Và nó chiếm gần như là toàn bộ đất nước Trung Quốc người ta sử dụng cái pin đó. Đấy, bên em vừa về biến tần TechFive 3kW. Biến tần năng lượng mặt trời, hàng đỉnh luôn. Giá bên em đang bán chiếc biến tần này là 8 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc. Biến tần này là biến tần hybrid anh em nhé. Biến tần chạy đa chức năng luôn. Các bác kết hợp với cả hệ lưu trữ này thì quá tuyệt vời. Sử dụng pin năng lượng mặt trời hiện nay đang rất hiệu quả. Với những cái hệ lưu trữ như này thì các bác sử dụng lúc mất điện ok luôn. Chạy điều hòa vẫn bình thường. Đấy, chạy điều hòa ok luôn nhá. Nếu một cái bộ này kết hợp với cả 8 tấm pin mặt trời, một biến tần thì các bác đầu tư nó rơi vào khoảng là 43 triệu nhá. 43 triệu. Bao gồm 8 tấm pin mặt trời 390W, một biến tần 3kW hybrid, hàng đẳng cấp luôn. Với cả một hệ lưu trữ 24V 120A như thế này. Đấy, nó rơi vào khoảng 43 triệu. Các bác sử dụng cái bộ này thì khá là ok, mất điện thoải mái, dùng ok luôn. Các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.